Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyên đồng xe hơi. Lâu lắm rồi mình mới quay một cái xe nó mới và nó hot như này. Đây là mẫu Ford Everest phiên bản Titanium số tự động một cầu nhé. Giá niêm yết là 1 tỷ 245 triệu. Cụ thể cho anh chị là phiên bản màu nâu và nội thất cũng là nội thất nâu nhé. Nội thất màu này thì khá hiếm. Năm nay thì Ever giống như một số mẫu xe khác đã thêm option lựa chọn nội thất vào trong xe. Hiện nay thì mẫu xe này giá bán thì bọn em đang bán đúng giá niêm yết, và giá cụ thể đến tay khách hàng thì các bác liên hệ trực tiếp giúp em nhé. Hiện nay thì bên Ford gần như là tất cả các đầu xe đang chưa có chương trình khuyến mại giảm giá. Chỉ có duy nhất là Ford Everest bản Ambient, bản hiếu dòng này thì bên em có một chút khuyến mại theo xe. Còn bản chính và bán nhiều thì đa phần vẫn là bản Titanium một cầu nhé. Ở phần đầu xe thì với phiên bản Titanium một cầu này, đây các bạn nhìn, cái này vẫn là mạ chrome này, cái này là nhựa sơn bóng nhé, khá đẹp. Logo thì vẫn vậy. Phiên bản này chúng ta sẽ không có K360 và ra lai phiên bản trước. Toàn bộ đèn đều là đèn full LED nhé. Không giống như bản hai cầu mà anh chị được xem và quảng cáo nhiều thì bản hai cầu là đèn full matrix. Còn phiên bản một cầu này thì sẽ làm bản đèn LED, cả đèn bi gầm và đèn pha cốt. La răng hay là bậc lên xuống thì đều được trang bị. Có một điểm tốt và một điểm cũng chưa tốt ở trên phiên bản này. Với cái xe khoảng 1 tỷ thì đa phần chúng ta sẽ được trang bị gập gương nhé. Tuy nhiên thì trên phiên bản này nó lại chưa có cụp mở gương tự động, nó cũng là một điểm trừ hơi đáng tiếc. Tuy nhiên chúng ta lại có hệ thống đèn chiếu sáng khi mà chúng ta mở cửa và mở khóa nhé. Mang cá biturbo này, phiên bản Titanium này, bậc lên xuống này, cái bậc này thì nó khác cái phiên bản trước khá nhiều, rộng hơn, chắc hơn. Phần đuôi chúng ta có đèn LED này, cam lùi này, bốn cảm biến trước sau này. Thật ra thì khá giống với đời trước, thay đổi thiết kế thôi. Hàng ghế thứ ba, rồi khoang sau và hàng ghế thứ ba, nếu mà gặp phẳng chúng ta sẽ có một cái diện tích như này. Hơi đáng tiếc một chút là trên phiên bản này nó không giống như ở trên Phong cũ là chúng ta có gặp hàng ghế thứ ba bằng điện mà nó kéo cơ nhé. Đây, chỉ có một cổng sạc nhỏ ở đây thôi, sạc tẩu thuốc. Rồi mình vào nội thất nhé. Phiên bản khá là hiếm, nội thất da nâu, ghế thì phun da rồi, mỗi tội là chưa có gần nhiều ghế thôi. Đây, được gương này, lấy mở cửa này. Cái này chúng ta có ghế điện này, và đây là chỉnh độ dày của ghế, khá là hay. So với cái phiên bản cũ đời trước thì nếu mà bị cắt thì cũng được cải tiến khá rồi. Ngày xưa thì Ever có khoảng 3 lần update. Đến lần cuối thì chúng ta bị lược giảm đi một chút, ví dụ như là cảnh báo điểm mù hay là những cái tính năng tinh chỉnh ở trên ghế lái nhá. Rồi, khoang nội thất này. Mặt với phiên bản này cũng gọi là một phiên bản cao cấp rồi. Mặt khởi động trung tâm này, chúng ta có để đầu start stop này. Là em nổ máy cho các bác. Hiện nay thì trên phiên bản này đã được trang bị toàn bộ là màn hình hiển thị thông minh, nó không còn màn hình analog như ngày xưa nữa. Các bác có thể thấy kể cả trên phiên bản Ambient
Rồi, chỉ có duy nhất bản hai cầu chúng ta sẽ có màn hình to và xịn hẳn. Đấy. Còn trên bản dưới này thì đấy, các bác để ý giúp em. Chắc là cũng nhiều bác xem review rồi thì em chỉ quay nhanh lại cho các bác mà ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn hay các tỉnh lân cận Hà Nội, chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp mà không muốn vào thủ đô thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được xem xe và được tư vấn một cách miễn phí nhé. Rồi, với phiên bản một cầu, thật ra là phiên bản bán có thể nói là khá nhiều đấy. Nhu cầu thì mình đi một cầu thôi, nhưng tuy nhiên thì tính năng option thì lại trang bị nhiều nhất ở trên phiên bản hai cầu, nên là chúng ta mua thì nhiều khi cũng rất là đắn đo ở mức giá vào khoảng 1,5 tỷ và khoảng 1,3 tỷ, rất là chênh lệch trong cái phạm vi trên tiền tỷ thì nó cũng không quá nhiều, mà chênh lệch option thì hai phiên bản cũng khác nhau cũng cao. Rồi, bên Ford thì nó có một cái rất hay là chúng ta lúc nào sẽ có điều hòa tối đa. Gần như bất kỳ một mẫu xe nào cũng vậy, lên nóng chúng ta mắc AC luôn. Trên phiên bản này chúng ta sẽ thiếu đi hai cái chính là cảnh báo điểm mù trên gương và cần số gạt, cần số điện tử. Phiên bản này thì chúng ta vẫn dùng cần số cũ nhé. Đây, cần số cơ để vẫn còn cộng trừ ở đây. Tuy nhiên chúng ta có phanh thay điện tử, mặc dù chưa có auto hold nhưng mà vẫn là ok so với thời điểm trước rồi. Phiên bản một cầu này cũng được trang bị nhiều tính năng nút bấm hơn. Bảng điều khiển trung tâm thì nó vẫn giống như cái phiên bản trước thôi. Chúng ta vẫn có cruise control này, vẫn có điều khiển thông tin. Thật ra các bác để ý ở phiên bản trước ấy, ngày xưa Ford thiết kế ấy, thì là bên này sẽ điều khiển màn hình trung tâm ở giữa đó, bên trái này điều khiển màn hình bên trái này, bên phải này điều khiển phải này. Tuy nhiên thì hiện nay bây giờ nó quá nhiều tính năng và màn hình trung tâm ở giữa thì cũng được thiết kế để nó dễ sử dụng và dễ thao tác hơn. Ví dụ như là những cái tính năng cơ bản điều hòa âm lượng, điều hòa hai mục độc lập thì đều là dạng nút bấm khá là nhật. Ngoài ra chúng ta có thêm đây cảm ứng, cảm biến, nói chung là thao tác cũng khá là dễ và đơn giản. Mình rất là thích cái thay đổi nó hợp lý và nó thân thiện với người dùng như này. Phiên bản nội thất da nâu thì có giá cao hơn các phiên bản khác một chút nhá, các bác lưu ý giúp em. Rồi, ở phần điều khiển đèn hay các tính năng chỉnh sáng màn hình thì đây đều được trang bị ở phía bên này. Bản này thì chúng ta vẫn có cửa sổ trời toàn cảnh nhá, panorama nhá, hai đầy đồ. Có một cái rất hay ở trên Ford update, đây mình nói luôn. Ngày trước thì chúng ta chỉ có một khay để đầu kèm chìa khóa dưới này. Bây giờ thì Ford mở thêm một khay đầu như này. Với các bác mà đi xe hay có tài liệu mà cần được bảo vệ an toàn và nhất là chúng ta đi rửa xe hay dọn thất chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn để bớt đồ vào bên này. Còn những cái đồ đơn giản như này thì vẫn có chỗ để chứa. Cái cải tiến này khá là hay, thực ra là nhỏ thôi nhưng rất là đáng sử dụng. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì nó thực ra ấy, trên thông số ấy thì dài và rộng đều có tăng hơn. Tuy nhiên thì để mình cảm nhận rõ cái độ ngồi ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba ấy, thì chắc là em hẹn ở cái video tiếp theo. Tuy nhiên thì em đã ngồi thử với cái chiều cao 1m8 thì thật ra ngồi hàng ghế thứ hai nó không vấn đề gì. Và ngồi hàng ghế thứ ba dù gì thì Everest cũng là một cái SUV cỡ trung chứ không phải là SUV full size. Nên là hàng ghế thứ ba nếu mà ngồi 1m8 ngồi nha em thì nó sẽ hơi chật một chút. Khuyến cáo các bác hàng ghế thứ ba vẫn ưu tiên cho người dưới 1m7. Còn hàng 1, hàng 2 thì chúng ta nằm bao phê. Rồi, điểm nhanh có giá bán thì hiện nay thì thứ nhất là chúng ta phải chờ xe giao ngay thì giá thì chắc các bác tham khảo cũng sẽ phải liên hệ trực tiếp giúp em. Rất khó để chúng ta có xe giao ngay thời điểm này. Có ưu có nhược, tuy nhiên thì
để chúng ta chọn được cái mẫu xe ưng ý nhất thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp alo cho em nhé. Xin hẹn gặp lại trong những cái video đánh giá chi tiết hơn.